Sơn Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Video clip hôm nay bên em sẽ dành thời gian để giới thiệu cho các bác một chiếc đầu băng cối, một chiếc đầu băng cối đẳng cấp, một chiếc đầu băng cối được rất là nhiều anh em mong chờ. Như các bác đã biết thì những cái model đầu băng cối đến từ thương hiệu Tech của Nhật Bản luôn luôn được anh em tin dùng, bởi Tech là một cái thương hiệu đứng đầu trong làng âm thanh đầu băng cối. Với cái chất âm mộc mạc, tiếng dày dặn rất hay, phần cơ thì bền bỉ theo thời gian, kiểu dáng vóc rất đẹp và cái giá thành thì vô cùng hợp lý. Hôm nay thì bên em có về được một siêu phẩm chiếc đầu băng cối Tech A7030GSL. Các bác chú ý đây là đời GSL các bác nhé. Những cái máy Tech đầu 7 thực sự là đẳng cấp, nó có 7030, 7010, 7400 và một số các cái model khác nữa. Tech đầu 7 thì chất âm vượt trội so với những cái model khác. Thưa các bác, máy thiết kế cao lớn, đồ sộ và nó rất là nặng. Con này thì cái cân nặng của nó thì khoảng phải 30kg hoặc trên 30kg. Nếu như một người bê, con này là còng lưng luôn thưa các bác. Tech A7030GSL thì được thiết kế chạy băng 7, băng 10, chạy được cả băng 2 trách lẫn 4 trách, chạy một chiều thưa các bác, rất khủng. Máy thì có thiết kế phần cơ cũng như là phần free, tức là phần âm sắc riêng biệt nhau và kết nối với nhau, cho nên là chất âm của nó sẽ rất là hay. Tình trạng con này về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc, và đẹp xuất sắc từ bác Tech 7030GSL mới chỉ thiếu hộp số. Dòng 7030GSL đây em mời các bác chúng ta cùng xem. Em này thì thiết kế là cái mặt nhôm phay màu trắng, hình thức còn rất là đẹp, mặt mũi là không một vết chày các bác nhá. Đấy, mặt mũi không một vết chày. Thiết kế của nó đây, model là 7030GSL. Cái mồm từ này thì nó làm bằng gang, bằng kim loại các bác nhá. Và các cái đây, các cái tạo đà đây, bánh tì đây, làm rất là chắc chắn luôn. Cụm đồng hồ công tơ mét này, công tắc nguồn này, tốc độ nhanh chậm bằng to bằng nhỏ, chế độ chuyển đổi giữa hai trách và bốn trách, các cái phím bấm thông thường đây, hai cụm đồng hồ vu với ánh sáng vàng, các cái volume cho mic, volume cho line, volume out đây. Đấy, chế độ chuyển đổi giữa tép và sao. Ở đây là cần gạt cho phần thu. Em này thì thiết kế cái vỏ gỗ của nó, đây là vỏ gỗ vân lim, ván nặng vân lim, trông rất đẹp. Mà những cái vỏ vân lim này thì trông lúc nào nó cũng khỏe khoắn. Đây là phần nóc của nó đây, còn rất đẹp, các bác có thể thấy không ạ, rất đẹp luôn. Vuông thùng sắc cạnh này đấy. Mặt mũi thì không chảy xước cũng như không bể lở. Trong này chúng ta có thể thấy là nhìn thấy cái motor của con 7030GSL nó sẽ to gấp đôi những cái motor của các model khác. Lát nữa em sẽ thử chức năng tua máy cho các bác xem phần cơ nó khỏe như thế nào. Máy tua các bác không nhìn thấy một cái gì luôn, tua rất là tít. Phần mặt mũi nhá, các bác quan sát giúp em rất đẹp. Tiếp theo thì em quay phần phía sau máy cho các bác chúng ta cùng xem. Đây ạ, đây là phần phía sau. Model của nó đây, 7030GSL. Đấy, cái tấm giấy ở phía sau nó còn mới như thế này thì chứng tỏ là máy còn rất là mới. Và đây chúng ta có thể thấy là đây là phần chassis 7 màu. Đấy, bên ngoài này còn rất là đẹp thì bên trong chứng tỏ là sẽ rất đẹp. Em sẽ mở luôn cho các bác cùng xem. Những cái model đầu 7 này rất hiếm. Và anh em nào đang tìm model màu 7 thì hãy alo trực tiếp cho em để chúng ta có thể sở hữu được cái model này. Máy sẽ sử dụng động cơ là 3 motor. Đấy, bên trong đây đẹp xuất sắc luôn. Đấy, sắt xi 7 màu vàng ươm, toàn bộ nội thất là zin nguyên bản. Em đang chạy đây mà rất là êm, chúng ta gần như là không nghe thấy tiếng động cơ luôn. Đấy, không nghe thấy tiếng động cơ luôn các bác nhé. 7030GSL rất là nhiều các cái chi tiết linh kiện. Riêng cái phần trên này là cái phần phần cơ và phần đầu từ thôi, phần mạch của đầu từ, còn cái phần âm sắc thì nó lại xử lý ở phần dưới này. Đấy, cho nên là máy họ làm kỹ, cho nên là nó hoạt động bền bỉ, siêu bền. Đây là một cái model trâu bò của hãng, các bác chạy khoảng nghĩ đi. Rồi, con này thì chắc chạy muôn thuở không hỏng được rồi.
còn rất mới, còn rất mới, khẳng định với các đây là một cái model còn rất mới. Bây giờ thì sẽ test thử cho các bác chất âm của máy này. Tách đầu 7 thì đỉnh cao rồi. Vâng. Akai, những cái máy Akai 630, 635D thì 636 cũng không thể hay được cái model này của em. Bây giờ em sẽ test cho các bác cùng xem. Nhân tiện nói 635 thì bên em sắp về hai chiếc đầu Akai 635. Bác nào có nhu cầu thì hãy đặt hàng em nhé. Đấy, bên em đợt tới là về được hai con 635. Đấy, rất đẹp, hàng đố mạ. Chắc là khoảng 2 ngày nữa thôi, 2-3 ngày nữa là về được con 635. Còn con 7030 của SL. Con này thì shop có cái giá bán là 20 triệu đồng không bao gồm phụ kiện. Các bác nào mua thêm một cặp húp zin thì em tính 1 triệu là 21 triệu đấy. Đã bao gồm húp zin rồi, còn xương và băng thì các bác vui lòng mua ngoài cho em. Giá máy 20 triệu không bao gồm phụ kiện. Các bác nào lấy thêm phụ kiện thì là lấy thêm cặp húp zin, em tính 1 triệu là 21 triệu. Các bác nào có nhu cầu hãy alo cho em. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em giao hàng toàn quốc. Giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship. Bây giờ em mời các bác chúng ta cùng thưởng thức model 7030 GSL thể hiện. Hương Lan hân hạnh giới thiệu cùng quý vị băng nhạc Nhã Ca 5. Băng nhạc được chọn là băng nhạc vàng hay nhất trong năm 72. Với chủ đề ý nhạc tình thơ do nhạc sĩ Anh Việt Thanh và toàn ban nhạc The Blue Note thực hiện. Một chiếc đầu đỉnh cao của hãng và 7030 GSL duy nhất một máy. Các bác nào có nhu cầu hãy alo cho em để sở hữu. Shop có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, bên em giao hàng toàn quốc. Giá bán sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác, 20 triệu đồng cho chiếc đầu 7030 GSL. Thank you.
không bao giờ tình nhạt phai. Vâng, chiếc đầu băng cối 7030 GL, một model đỉnh cao của hãng, một siêu phẩm chiếc đầu băng cối. Các bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em. Sản phẩm dành cho những bác có đôi tai khó tính, chơi chuyên thai, chuyên về âm thanh cổ, chuyên về âm thanh đầu băng cối. Mời các bác hãy alo cho em một dòng sản phẩm hay trong cái tầm tiền, với mức giá bán 20 triệu đồng một máy duy nhất, cho bác nào nhanh tay. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo. Vừa được thưởng thức chất âm của chiếc đầu Tech 7030 GSL. Model này shop có giá bán 20 triệu đồng không bao gồm phụ kiện. Các bác nào lấy thêm húp zin thì là 21 triệu đồng. Bây giờ em sẽ test cho các bác chức năng tua máy một chút, sau đó em sẽ kết thúc video clip. Đấy, mời các bác xem. Đấy, cái phần động cơ của nó tốt như thế nào, là nó tua, nó chạy êm, chạy im thim thiếp luôn. Đấy, rất đều. Và con này chỉ tua chỉ 2 phút là hết cuốn băng luôn. Rất khủng, động cơ của nó cực kỳ là tốt. Và các bác nhìn nhé, tua xong nhé, nó xếp băng đây. Đấy. Còn băng bên kia là em xếp ở máy khác, còn băng bên này em xếp sang máy này. Đấy. Nó đẹp như thế nào, mịn như thế nào. Đó. 20 triệu đồng cho chiếc đầu Tech 7030 GSL. Rất êm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.